sẽ mua mua mì để mang ra tặng các em người đó, mỗi thùng mì là 220.000 tiền đô, tiền Việt Nam hoặc là 10 đồng tiền đô hoặc là 40.000 tiền mã. Rồi, vậy thì mình thấy ra đây là nước ngập như vậy, đây là tại cái mùa nước nổi, tại nước ngập chứ cái mùa không nước nổi là người ta bằng vùng ở đây. Đây là cái mùa nước nổi chuẩn bị dịch xuống đây chứ mấy tháng trước là họ ngập hết. Hồi xưa gia đình muốn đi biển Hồ cũng là đi không được, thì Hàn Quốc người ta chưa có đầu tư một bến cảng này mình đi không được đâu. Hiện nay thì Hàn Quốc họ đầu tư bến cảng này rồi thì họ bán cái vé bao gồm là 20 đô trọn gói vừa thuyền và vừa vô nhà hàng nổi đâu đó. Vô nhà hàng nổi thì chẳng hạn một người một trái dừa, không có một lon nước ngọt, không có một lon bia, mỗi một người có một lon. Mình không dùng dừa thì bia, không dùng bia thì nước ngọt, còn tép với hồ mình dùng thoải mái. Đó là họ bao gồm trong cái vé mình 20 đô la. Chứ hồi xưa mình nói là Khanh ơi dẫn đi biển hồ, em có dẫn sao xe di chuyển chứ không được. Mà mình không phải đây là không phải là cái biển hồ, tại vì cái chỗ này là người ta bằng ruộng là nước lên nó ngập rồi, và mình phải đi thuyền ra ngoài nữa mới tới cái biển hồ. Thì cái biển hồ này là lớn nhất của Đông Nam Á, gắn liền là 5 tỉnh của Campuchia. Cái thứ nhất là Phung Sanang, cái thứ hai là Phung Thung, cái thứ ba là Pô Sắc, cái thứ tư là Siem Reap, cái thứ năm là Bắc Cung Văn. Đó, nó gắn liền với 5 tỉnh của Campuchia. Đây gia đình thấy không, Hàn Quốc người ta đầu tư người ta lễ cái bến cảng như thế này, thuyền rất là nhiều để cho du khách đi xuống tham quan biển hồ. Tại cái biển hồ là lớn nhất của Đông Nam Á, là một cái túi chứa nước cho Việt Nam mình. Nếu mà Việt Nam mình không có cái biển hồ này là thành phố ngập lai láng. Nếu mà mình thấy ở dưới sông Tiền Giang Hậu ngập rất là nhiều là ở Siem Reap này, cái luôn cái chợ Siem Reap cũng ngang đầu gối luôn. Nó chứa sức chứa hết được rồi mới trả về sông Tiền Giang Hậu rồi. Thì cũng là Trung Quốc cũng là tài trợ cho chính phủ Campuchia làm một cái thị thác điện mà Campuchia không đồng ý, là đắp một cái dòng sông bốn mặt tại thủ đô Phnom Penh là làm thị thác điện cho Campuchia xài luôn. Thì Campuchia không chịu, tại vì đắp dòng sông bốn mặt lại là Việt Nam thiếu nước trầm trọng, nếu mà buồn buồn Campuchia vứt vững lên thì Việt Nam ngập hết. Bởi Việt Nam chịu, bởi vì thì Trung Quốc có tài trợ cho cái dòng sông Mekong ở bên Lào, là đất dòng sông Mekong lại làm là cái thủy đất điện cho Lào đang hoạt động rồi. Mà còn Campuchia thì chính phủ Campuchia không chịu, tại vì nếu mà Campuchia với Việt Nam là bà con chung quá rồi, nếu mà đắp lại thì Việt Nam thiếu nước mà còn nhiều tiền. Tại bữa nay người ta chứa nước lại, người ta để cho thủy đất điện hết rồi, còn nếu mà buồn buồn Campuchia buồn buồn rút vẫn cái Việt Nam ngập hết luôn. Tại vì Campuchia không chịu. Thì Campuchia lúc nào gì thì ngày mai mình di chuyển trên quốc lộ số 6 là từ Siem Reap thì thủ đô Phnom Penh có 314 cây số là Trung Quốc tài trợ từ thủ đô Phnom Penh về đến Siem Reap quốc lộ số 6, mở rộng ra con đường 30 thước, gọi là 6 làn xe. Thì trước khi Trung Quốc người ta bỏ con thép hay bỏ con tôm thì cái mỏ vàng ở tại tỉnh Rèo Bàhia thì Trung Quốc đang khai thác gần hết rồi. Tại tỉnh Rèo Bàhia là cách Siem Reap có 250 cây số thôi, là Trung Quốc đang khai thác mỏ vàng để gần hết rồi, nước Trung Quốc là tài trợ con đường được là 314 cây số, là bỏ con thép bắt con tôm, mà những con đường với cây cầu Trung đây là Quốc. cái bến phà để tàu đi ra ngoài bơi biển hồ, người xuống đây họ xếp vé. Cảm ơn.
nào chứ nào. Con. Phái đoàn của con ghe để đi xuống biển hồ để thăm người dân Việt Nam ở biển hồ. Lên đây tao hút này. Lên đây hút ai bắt đâu mày. Và ở đây dân Việt Nam ở dưới này là mỗi mỗi chục. Thì gia đình mình biết là ở trên biển hồ là người dân Việt Nam sống ở trên biển hồ là hơn 3.000 hộ gia đình sống linh đinh trên mặt nước. Là như chẳng hạn nước biển hồ thấy nước lên thì thấy còn nước ở cạnh chút chiếc, mà tới cái mình đi cái chăng cái mùa nước giật á, tàu nó chạy lên nước bên kẹo luôn. Cũng là người dân biển hồ sinh sống nước tại đó luôn. Là sinh sống nước tại đó, nhưng mà nhà hàng thì người ta có vốn liếng, người ta mua nước lọc ở trên bờ xuống người ta nấu ăn. Còn như cái nhà Việt Nam thì người ta sinh sống nước tại đó luôn, thì sinh như này, sinh sống nước như này luôn. Dạ, đó là người ta tháo là người ta lóc mè, nó là múc lên thì nó lóc mè cho trong, ta để cho để làm tài cho mình. Yeah.
Đó là nó phóng lên, nó phóng lên bán cái bọn keo, cái bọn
Chiều nay đây là ổng từ từ năm nay cũng là 65 tuổi.
tôi ở trường đường. Trông như là mọi người chơi vậy, nó là đứa ngồi.
Đây là cái ngôi chùa Phật giáo của người Campuchia. Tình hình này là mấy bà chủ
chứ là chở cho mấy bà đi để mấy bà kinh nghiệm đúng không? Ừ. Cho nên là về đất liền ở, mà đối với mấy em chồng là từ đây về sau là không đi hát karaoke ha, đi đâu không đi tập thể lắm, quyến là về là được rồi, quyến là về nhà của mình còn của mình được rồi, chứ mà đừng cứ ở ở nhà mà 24 chứ 24 này là năm nay sang hư từ lương hết luôn đúng không? Đúng rồi. Của mình là còn của mình thôi, có ai mượn tài đỡ thì để chắc kỹ thôi, chứ đừng có đàn là cho mắt. Đây thì mình vô nhà hàng mới nè. Không, bó tay tự mình tạo cuộc sống thay đổi thôi. Hai cặp vợ chồng mà bây giờ có một cặp vợ chồng đi là muốn đấu nhau rồi cũng không có cái ai mà chịu biết có chút gì mà đi đâu rồi cho bé ăn Yeah.
Việt Nam ở trên biển hồ. Đó là những cái nhà mà họ xây nổi lên trên đó để sống qua ngày. Và chính phủ Campuchia cũng không nhận họ và chính phủ Việt Nam cũng không nhận họ. Nên trên phương diện nhân bản họ không có một quốc tịch nào khác. Và họ không có giấy tờ để làm chứng là một người quốc tịch nào, để họ đã ra ngoài này sống từ năm 1970 cho đến nay. Đây là những cái chiếc ghe của những người MC, họ sống nhờ vào những du khách, họ ghé vào để ăn MC và người ta cho tiền để họ sinh sống. Cái gia đình này là có 4 đứa con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xay kho mà. Không có đi tư lần. Anh say về tân thầy lấy. Có sơ nào giúp ngoài cha, có sơ nào giúp ở đây không? Không có sơ, có sơ ta người cô đê không ạ. À. Dạ, chứ không sơ Việt Nam thì không có. À. Rồi bây giờ tôi muốn giúp một số tiền thì đưa cho ai? Thì muốn gửi cho cha thì con đem con đưa cha cũng được. Con là người phụ trách em ạ. À, rồi cha dùng số tiền cho làm cái gì ở đây? Thì chứ nói như thầy muốn gửi thì nói thành phần nào thì có muốn lo cho đạo đây hoặc trường học đây. Nói cho biết cho cha biết hơn. Còn như không nói thì cha lo chung chung hết. À, cho lo chung chung hết. Dạ, nói vậy thôi mà. À, cha là người quản nhiệm coi sắp cái trường này luôn hay là ai là người coi? À, thì con thì ở đây 12 năm rồi. Cái cha con coi đây có ngày chỉ nhìn cha xuống thôi. Nuôi dạy tàu nấu ăn nước là ở đây. Cái cha là ở cha 13 năm rồi. À vậy à? Dạ. Vậy mà để mà cai quản các thứ ở đây, tiền bạc ở đây, ai là người cai quản cái số tiền đó? Thì như là thì ta gửi cho các con nhận xong con mới giao lại cho cha. Giao lại cho cha, tức là cha là người sẽ quản nhiệm tất cả các số tiền đó. Dạ, cha sẽ nghĩ sau đó. À, ok. Để tôi biết như vậy, thì tôi có một số tiền tôi muốn giúp trường học ở đây đó, và giúp cha ở đây đó. Thì tôi muốn biết ai là người cai quản cái số tiền đó nhé. Yeah. Nếu cha không có ngay hôm nay thì tôi sẽ gửi lại cho cô nha. Khi hàng tháng thì cha cũng chi phí ở đây không đủ, cha xin về. Nhưng mà nói thì thầy gửi số tiền là sử dụng cho các em đây. À. Thì còn thầy cô tàu bè chạy tới chứ lui thì cái đó thì cha để sửa đây cho đủ thôi. À. Còn cái tiền thì cha có thì cha đo nơi khác nữa. Cái trường học đây đài thọ ai đài thọ cái số tiền đó? Các dụng cụ học sinh các thứ đó. Thì ở bên cha xin trả lương hết á. À, trả lương, à, cha trả lương cho nhân viên thầy nhân cô. Viên, dạ. À, còn các em là không phải đóng tiền? À, không có đóng tiền gì hết. À. Ăn uống thì một tuần thì được 4 ngày. À. Nó cơm, nó cháo, nó ăn ngày 3 buổi, còn ngày khác thì ăn mì chăng. Rồi các em học từ đây từ lớp mấy đến lớp mấy? Học từ đó lớp 1 lên tới lớp 4. Lớp 4 dạ, còn chữ Campuchia học từ lên lớp 1 lên lớp 5. Rồi từ lớp 5 trở lên thì đi đâu học? Thì đi về Siêu Thiệp học. À, đi về trên núi lại học nữa, trên trường đất tiền cha cũng có. À. Chuyển lên qua đó là, nhưng mà ít tám có số thì đi chịu đi, còn chứ không học tới lúc đó nó nghỉ. À, vậy còn à. Chịu học tới nữa. Tức là cha sẽ chuyển các em về bên đó học rồi đại thọ các cha em. Cha mẹ đồng ý cho chuyển đó thì chuyển đi. Còn như họ học tới chừng đó mà không muốn đi họ nghỉ thì cũng không sao. Cái đó thì ý kiến gia đình của người ta chứ mình không ép được. Tức là đại khái là chuyển đi như vậy cha sẽ đại thọ các em cho các em. Dạ, cha đại thọ hết. Vậy cái phí tổn hàng tháng ở đây có cao không? Hàng tháng đây thì nhưng lương bổng dầu chở các cha ăn cháo não cơm nước á, một tháng thì trên 2 triệu. À. Tháng cũng hơn 500 đô. À. Dạ. Năm. Cái đó là nấu ăn cũng bình dân thôi, giống như con. Dạ thì con mới chia hơn 2 triệu một tháng. À, tức là khoảng chừng 500 đô một tháng. Dạ, một tháng 500 đô. À. Những tháng nào mà lúc nào nhưng mà cha góp được nhiều thì cha cho ăn mỗi bữa. À. Nhưng lúc nào không có thì cha bớt lại 2 ngày. Thế thì gọi cái chắc chắn thôi. Thì không hơi kém thì phải tính lại. Nhưng mà ở đây là bao nhiêu học sinh? 140 mấy em đó thầy. Lớp thầy lớp chiều rồi. Giáo viên, ba giáo viên thầy. Bao nhiêu tiền một tháng? Thầy giáo viên thì tháng 100 đô. Còn thầy Việt Nam tháng 70 đô. Còn cô kia thì tháng 60 đô. Dạ. Trả tháng mỗi tháng cho thầy. Thầy Việt Nam ở bên Việt Nam qua đây? Thầy Việt Nam thì bên An Giang. Qua. Thì qua đây dạy? Dạ, Campuchia thì ở đây luôn. Người dân tộc. Qua đây dạy rồi cuối tuần về. Ông ở cuối năm mới về. Cuối năm mới về. Dạ, mới năm cuối về. Ở luôn đây cho đến cuối năm một năm mới về, các em nghỉ hè mới về phải không? Nghỉ hè mới về. À, đây mở trường từ mấy tháng một năm? Thì ở đây thì nó học bổ túc thôi chứ không bị các cháu mắc kẹt đi làm nữa. À. Lúc nào rảnh thì tháng này thì nó học suốt này. Còn như tháng hạn thì học có cái đứa bé bé bự nó đi bắt cá chung với bố mẹ nó. À. Nó nước lên rảnh nó đi học tiếp nữa. Nó không có vụ giấy thay xanh nó đi đại học.
chỉ là bổ túc thôi. À, nhưng mà mình hỏi là ví dụ như là mấy bé mà nó ấy, nói ví dụ như mấy những bé mà muốn học học lên nữa đi, ví dụ như bé học lên lớp 12 đi học đại học thì mình có cái gì giấy tờ ví dụ như nó không, không có giấy tờ nhưng mà muốn học đại học á thì riêng bé này á thì nó gửi qua người Khmer. Mẹ nhận con nuôi mới lo được giấy tờ, được chứng chết mới được có giấy khai sinh, giấy mít to đi học đàng hoàng. Đó, còn nhưng mà không gửi là không lên được. Đó lớp 10 là trở xuống hai lần. Đó, nếu vậy thôi không có lên được chúng nào, nó không cho được lên. Nhà nước ta không cho lên. Chứ như mấy bé bé đây là không có giấy tờ. Không có giấy tờ gì hết trơn á. Còn muốn học con học tới thì phải gán lo là cái giấy đó được mới đi học tới được. Nhưng mà giả sử cái trường này mình dạy là đó lớp mấy? Từ đó lớp 1 đến lớp 5. Nhưng mà lớp 5 rồi đã bắt đầu ra trường làng mà chưa học. Hôm qua cho trường của cha nhà thờ không có trường nữa. Chuyển đi mà có đấy từ gia đình ta chấp nhận mình mới chuyển được. Rồi xong rồi bắt đầu nhưng mà học như vậy xong rồi có ai chứng nhận là học xong lớp mấy, nếu như em này muốn xin đại học thì phải có là bằng cấp chứng có chứ có hả? Mà em nói đó là vô giấy tờ bên kia mới làm được. Còn bên Việt Nam là không được. Nhưng mà làm sao nếu mà gia đình quyết tâm làm mình sẽ làm được. Đúng không? Dạ đúng rồi, gia đình quyết tâm thì cha nó cũng thêm. Ủa là em là học tới lớp mấy? Lớp 8. Tám. Do ai nhiêu tuổi? Ai chứng minh cái kiến thức đó là đúng theo cái nước giáo dục của cặp phụ nước mình? Thì ai chứng minh cái đó có xã hội ta chứng minh mà nó không biết còn hết thì Việt Nam không bao giờ được giấy tờ. Nó cho mình là người tạm trú hết, không được cái gì cho mình lỗi chứ. Nếu giờ mình không đồng ý mình về nước mình đặt cho đi chứ nó không làm được. Cuộc sống thì đâu quen đó. Có người chăm đẻ con, bà cha mẹ từ thuở cũng ở đây hoài luôn. Rồi, cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết được một số những tin tức ở làng Việt Nam này nha. Rồi, tôi có một số tiền nhỏ này để gửi đến cha để giúp mọi người trong này. Tất cả những ai họ cần sự giúp đỡ thì giúp đỡ cho họ. Thì tôi gửi cô cho, gửi cho cha nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Rồi, giờ đây chúng ta đang ở trong nhà thờ Công giáo ở trên làng trài Việt Nam và chúng ta sẽ trở về. Vừa rồi chúng tôi đã được phỏng vấn cô giáo, phải không? Cô giáo ở trường Việt ngữ ở làng Biển Hồ. Và giờ đây chúng ta đã kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay và đã biết được một số tin tức của tất cả những người dân làng Biển Hồ sống ở đây. Chúng ta cùng chia sẻ với họ những niềm vui, nỗi buồn và nhất là những vất vả họ đang sống trong một cái hoàn cảnh mà không được thuận tiện. Trong hơn 40 năm nay rồi, chúng ta cùng chia sẻ với họ. Đây là những hình ảnh sống rất là sống động và những hình ảnh mà đã ghi nhận lại để tất cả chúng ta nếu có thể có sự giúp đỡ được thì chúng ta rộng tay giúp đỡ tất cả những người anh em của chúng ta trên đất nước Việt Nam mà họ đã không được sống trên đất nước tự do mà họ phải sống ở nơi đất khách quê người trong một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Và nếu có thể được xin cho cô biết nếu chúng tôi muốn sự giúp đỡ trong tương lai thì gửi tiền được bằng cách nào? Thì có tài khoản của ông thầy người chịu trách ở đây. Giờ thầy bệnh, thầy đi thành phố nó chưa về. Vậy thì có thể cho tài khoản. Dạ, có tài khoản cho tài khoản tính. Vậy có thể cho tôi cái số tài khoản đó để tôi gọi tôi gửi ra ngoài này nhé. Thì chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi đồng bào ở đây, không phân biệt tôn giáo. Mọi người đều là anh em của mình cả, cùng một da, cùng một dòng máu cả. Chúng ta không phân biệt tôn giáo. Và chúng tôi sẽ gửi qua tất cả quý vị để giúp tất cả mọi người cần sự giúp đỡ. Đây thì các cháu nó học đây thì đi một lớp hàng trăm mấy em, nó không có người Công giáo, nó người đạo Phật hết. Trường Công giáo chia sẻ. Đó,
thì họ đạo Công giáo thì ở đây nó được 15 gia đình thôi, chứ không được nhiều đa chỗ cha truyền giáo. Một năm gì đó thì bao nhiêu năm nay cũng hơi, chỗ này cũng hơi khó, truyền được có 10 mấy gia đình thôi. Nó không giống như nơi khác, bởi vì ta nghiêng qua Phật giáo nhiều. Nên cái vấn đề đạo Công giáo hay không đạo Công giáo đó không quan trọng bằng vấn đề mình chia sẻ với nhau. Những người chia sẻ là đồng tác, những người cùng màu da, những người cùng dòng máu với mình chia sẻ với nhau, đó là cái số tiền chúng tôi đóng góp lại để chia sẻ, để chị nhờ chị và qua cha để giúp đỡ tất cả những ai cần thiết trong cái dân làng ở Biên Hồ này nhé. Rồi, xin cảm ơn cô. Nếu cô muốn có nói một lời một gì đó thì tôi sẽ thu lại, tôi sẽ mang về để kêu gọi tất cả. Nếu cô muốn nói thì cô cũng xin cảm ơn gửi số tiền này giúp cho các cháu. Cũng cảm ơn các đoàn đi ngày hôm nay, chúc được nhiều may mắn. Cảm ơn thầy, sao cảm ơn các đoàn. Rồi chúng ta đã kết thúc buổi phỏng vấn cô giáo. Cô tên giáo tên gì vậy? Tên gì? Dạ, con tên Thủy. Cô Thủy, cô giáo Thủy. Dạ, còn ông chồng tên địa chỉ là tên Tuấn. À, ông đi bán mấy ngày mới về. Chúng tôi vừa kết thúc cuộc phỏng vấn cô giáo Thủy ở nhà thờ Công giáo đây. Cô đã giúp các em ở trong làng Việt Nam này rất lâu. Và giờ đây chúng ta xin tạm biệt cô và xin hẹn gặp lại cô trong tương lai. Ý nói vậy phải không? Ý nói dữ không? Đó là việc ban ngày của các bà, còn ban đêm các ông làm việc khác phải không? Dạ, đúng rồi. Ban đêm làm việc. Còn những mấy đứa nhỏ mà nó chưa có đi được một đường thì để xuống đi tìm cái cuộc sống hàng ngày. Còn những cái đứa mà 3-4 tuổi đầu thì chú trong mấy cái đường đó đó, chỉ có đi từ biển rồi cho mì chưa đâu đó. Cái đâu phải là ở đâu mà ở chỗ đó đâu? Cũng là cái vàng khôn của mấy cái khôn mà đi con nhà. Từ sáng giờ anh để tới rồi, đúng không? Không, từ hôm qua anh kia, chứ mà từ sáng, từ hôm qua giờ đó, lên xe. Cái này đi chung xe mà đốt nhà bạn luôn. Thế ông nó chăm sóc kỹ quá. Sao ông này may mắn dữ á. Và đây là tất cả anh chị em 12 người đi trên chiếc xe để đi ra thăm làng Việt Nam. Xe là cái nước dựng đường xe đổ tới đây luôn. Họ là những người có tấm lòng rất quảng đại và thương người đồng hương của mình. Họ đã bỏ tiền ra và họ đã giúp đỡ tất cả những người cầm sự giúp đỡ. Đó là tấm lòng quảng đại của những người 12 chị em trong chuyến phái đoàn 28 người. Mặc dù họ không phân biệt tôn giáo, họ giúp đỡ mọi người khi mà họ cần sự giúp đỡ thì họ đã sẵn sàng bỏ tiền ra để giúp đỡ họ và hứa tặng cho họ. Đây là những tấm lòng vàng của những anh chị em du lịch Campuchia. Mà mình đi cái tháng 2, tháng 3 là nước thì nước còn có một chút nước rồi. Còn chỉ là kẹo thôi. Trong tương tương là... Sao mùa này không bắt cá được hơn? Mùa này đang cống để cho cá đẻ mà. Đến nhà trở lại để xe bớt của mình.
chút. Ở đây là 12 người, 12 người phải không? Dạ, 12 người. 12 người trong nhóm 28 người đi du lịch Campuchia. Và 12 người này đã có một tấm lòng vàng rất là tốt đẹp. Họ đã ra đi và họ đã mang tiền để giúp đỡ tất cả những người dân biển Hồ, người cùng màu da, cùng dòng máu với mình. Họ không có những cái cuộc sống tương đối như chúng ta, nhưng họ sống trong cuộc sống hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng những người này họ đã có một tấm lòng rất là tốt, họ đã mang quà, họ đã mang tặng tiền, và tất cả những người này đều thương dân mình như là những người trong gia đình. Đó là tấm lòng của chúng ta phải nhớ đến và nhớ tất cả những người đồng hương của mình, những người đang đau khổ rất là nhiều trong cuộc sống và họ không có những cuộc hoàn cảnh dễ dãi như chúng ta. Đây là những người họ đã cố gắng dành thời giờ, bỏ tiền bạc, bỏ công sức để ra đi giúp đỡ. Vẫy tay chào đạp trên biển Hồ. Ở đây là phái đoàn những người có một tấm lòng vàng, đã thương đến đồng hương của mình và họ đã ra đi, đã bỏ tiền của và sức lực và thời giờ đến để thăm viếng họ. Chúng ta hãy cùng cảm ơn họ vì những tấm lòng vàng này và những dân chúng của chúng ta ở biển Hồ có những bữa ăn thịnh soạn và có những thời gian, có những của cải để sống những thứ cần thiết cho cuộc sống. Xin cảm ơn họ và xin cảm ơn trời. Con đường nhỏ để đi lên ngắm hoàng hôn xuống ở bên Xương Việt. Bây giờ phái đoàn bắt đầu bước lên trên cái con đường này, đi bộ lên chừng 2 cây số. Trên đường đi lên ngắm cảnh hồ